Thưa quý vị, và bây giờ chúng ta lại chào đón phần trở lại tiếng hát của một chàng trai vô cùng đẹp trai. Và ngày hôm nay giọng hát của anh có rất là nhiều người yêu quý và yêu cầu. Chúng ta cùng chào đón sự trở lại tiếng hát của anh Thanh Sang và một người bạn qua một ca khúc được mang tên Bài Ca Kỷ Niệm. Xin mời quý vị chúng ta cùng lắng nghe. Một tràng pháo tay thật lớn nữa để tặng cho anh Thanh Sang và người bạn của anh, quý vị. Lòng ta mang thêm nỗi sầu hơn suốt đời. Đường kia tôi đến bước âm thầm một mình tôi. Giờ còn bài ca yêu ai viết trao ngày xưa. Bỏ lại mình tôi nay thương nhớ theo ngày xa. Người tôi đã cho yêu rồi.